Chung khách hàng theo thói quen. Số 1, thói quen du lịch. Lướt Facebook, tìm kiếm trên Facebook. Số 2, thói quen hội nhóm. Lướt Zalo, kiểm tra học thoại tin nhắn. Số 3, thói quen về con cái. Luôn luôn kiểm tra học thoại Skype. Số 4, thói quen chơi golf. Kiểm tra học thoại Viber. Số 5, thói quen chơi tennis. Kiểm tra học thoại Line. Số 6, thói quen làm đẹp, lướt Instagram. Số 7, thói quen về sức khỏe, kiểm tra học thoại Messenger. Số 8, nhà hàng, bàn tiệc, hay lướt báo online, đọc tin tức, kinh doanh, pháp luật. Số 9, thói quen mua sắm, hay xem YouTube. Số 10, thói quen đi công viên, đọc báo giấy. Số 11, hội đồng hương, luôn xem forum ô tô, thể thao, làm đẹp, sở thích. Số 12 là thói quen khách sạn, kiểm tra học thoại email. Số 14, kinh nghiệm đầu tư trên các mạng xã hội khác. Số 15, chứng khoán, các mạng xã hội khác. Luôn thấu hiểu, mong muốn thấu hiểu khách hàng, vẽ bản đồ, chân dung khách hàng, phân tích sản phẩm phù hợp với từng khách hàng một.